Dạ, xin chào tất cả các anh chị, mình đã quay trở lại với kênh Kim Hương Nhà Đất Đồng Nai nha. Ngày hôm nay thì Hương đang có mặt ngay tại thị trấn Dầu Dây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai anh chị mình ha. Và anh chị đang nhìn thấy là một cái con đường lộ giới cực kỳ rộng luôn anh chị. Đường này là nó rộng 16 mét luôn ha, 16 mét luôn. Và vỉa hè hai bên anh chị thấy này, vỉa hè hai bên rất là rộng luôn, mỗi bên rộng 6 mét thì coi như là lộ giới của mình lên tới 28 mét luôn anh chị mình nha. Và ngay trước màn hình anh chị á, đó anh chị thấy xe không? Xe lớn đang qua lại quá trời đó. Thì đó là đường quốc lộ 1A ha. Thì cái vị trí đất mà ngày hôm nay Hương giới thiệu đến tất cả các anh chị mình á, là nó nằm ngay trung tâm của thị trấn Dầu Dây luôn anh chị mình nha. Ngay cái vị trí này luôn. Đây, miếng đất hôm nay Hương giới thiệu cho anh chị mình đây. Thì nó có tổng diện tích là 100 mét vuông nha anh chị, thẳng cái vị trí Hương đang chỉ đây nè. Đó, giáp bên căn nhà này nha. Ở đây nó có hai lô liền kề, nhưng mà nó cách cái căn nhà này một lô. Đây. Thì giáp bên căn nhà này. Thì miếng đất này là 100 mét vuông. Ngang 5, sâu xuống là 20 mét anh chị mình nha. Sổ hồng riêng sẵn sổ, đất full thổ cư ngay tại thị trấn Dầu Dây luôn. Ở đây thì anh chị thấy là người ta kinh doanh rất là nhiều luôn nha. Kinh doanh rất là nhiều ở ngoài đầu đường đây đó, quán cà phê khách sạn rất là nhiều anh chị mình nha. Đây đó, Trúc Anh cà phê này, khách sạn Trúc Anh này anh chị mình nha. Và ngay đối diện con đường của mình đây thì là cái trường trường tiểu học Xuân Thạnh anh chị ha. Nói chung là ở đây là ngay trung tâm hành chính của thị trấn Dầu Dây rồi, sẽ không thiếu bất kỳ tiện ích gì hết. Và giao thông thì cũng rất là thuận tiện, đi ra ngoài quốc lộ 1A đó anh chị, đi ra chỉ có 140 mét thôi, rất là gần, anh chị đi bộ cũng được luôn ha. Đó, rất là gần luôn, vỉa hè thì thoải mái luôn anh chị mình nha. Đây, cái vỉa hè rất là rộng, vỉa hè này là rộng 6 mét luôn. Đó, vỉa hè rộng 6 mét mỗi bên thì coi như là hai bên là 12 mét rồi. Đường thì là 16 mét nha anh chị, tổng lộ giới là 28 mét. Thì cái mảnh đất này hiện tại đang được bán với cái mức giá là 2 tỷ 200 triệu anh chị mình nha. Nếu mà anh chị mình nghe thấy một miếng đất nền thổ cư sổ riêng mà giá trên 1 tỷ ở thời điểm hiện tại thì anh chị nghe anh chị cũng thấy rất là ngán ngẩm đúng không? Nhưng mà thực tế là cái miếng này nó giá như vậy nó rất là không có đắt anh chị mình nha. Nó không có đắt mà thậm chí có thể nói là rẻ luôn, tại vì ở đây là kinh doanh buôn bán rất là ok nhé. Nếu mà anh chị mình mà mua miếng này á, gọi là phù hợp cho anh chị mua để mình kinh doanh mở bán hoặc là mua để ở thế anh chị. Còn nếu mà anh chị mua để mua đi bán lại á, để đầu tư mua đi bán lại lấy lời á, thì Hương nghĩ là nó sẽ cũng có sinh lời đó, nhưng mà nó không có lời bao nhiêu hết, tại vì cái thời điểm hiện tại chủ người ta đang bán mức giá 2 tỷ 2 này á, thì nó cũng thuộc dạng là cũng giá ok rồi anh chị, không quá rẻ nhưng mà giá cũng ok rồi. Thì nếu mà anh chị mình mua về và mình kê thêm một chút lên mình bán lại á thì cũng được thôi, nhưng mà như vậy thì nó cũng phí. Mình mua miếng đất này để mình kinh doanh mình xây ở cũng được ha. Rất là đẹp, một miếng đất rất là đẹp luôn anh chị. Đó thì nói chung miếng đất này là mọi thông tin là nó nằm ngay trước màn hình anh chị luôn rồi. Thì anh chị nào mà có quan tâm cái miếng đất này thì cứ liên hệ với Hương theo số điện thoại 0906388027. Hương để ngay trên góc trái màn hình nhé. Đó, anh chị mình nhìn thấy xung quanh là kinh doanh rất là nhiều, dân cư rất là đông ha. Cách cái đây là khu đô thị ở ngay trung tâm thị trấn Dầu Dây. Anh chị nào mà hay đi ngang qua đây thì cũng biết rồi. Và ở đây thì người ta không có quy định là phải xây nhà lầu, nhà mấy tầng anh chị mình nha. Mình có thể xây nhà cấp 4, nhà trệt cũng được. Đấy, giống như thế này. Đó. Mình có thể xây nhà trệt cũng được ha. Không có quy định xây bao nhiêu tầng hết. Đó, anh chị mình thấy bên ngoài đây không? Kinh doanh rất là nhiều luôn. Gara xe đầy đủ tất cả mọi thứ luôn. Thì nói chung là Hương thấy cái miếng này nếu mà anh chị mình mua về mà kinh doanh á, thì rất là ok nha. Đấy. Rồi thì mọi thông tin Hương đã chia sẻ đến tất cả các anh chị rồi. Anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ với Hương theo số điện thoại 0906 388 027, Hương để ngay trên góc trái màn hình nha. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh của Hương thì cứ tặng cho Hương xin một nút đăng ký kênh nhé, để sau này Hương lên video mới thì anh chị mình có thể cập nhật sớm nhất có thể. Rồi, Hương xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong những video lần sau.